Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm tuyên bố không có cái gọi là đảo nhân tạo ở Biển Đông đang trong vòng tranh chấp. Bộ Quốc phòng Trung Quốc lặp lại rằng bất kỳ công trình xây dựng nào tại đây chủ yếu cũng nhằm phục vụ các mục đích dân sự. Nhưng phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm ngụ ý rằng đây có lẽ là một sự hiểu lầm, dù ông nói thêm rằng Bắc Kinh hoàn toàn có quyền xây dựng tại đó, bởi vì Trường Sa là một phần không thể tách rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Khi được yêu cầu giải thích về phát biểu cho rằng không có đảo nhân tạo, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối trả lời. Ông nói, Trung Quốc đã giải thích đầy đủ về công trình xây dựng của mình.